Nên anh mặc kệ đúng sai, mặc kệ em có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ có xin em, anh đã rất đau. Đừng làm mắt anh vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Các bác nhá, ngày hôm nay bên em lại chuẩn bị về hàng rồi. Hàng vừa về có nhỏ giọt quá không ạ? Đó là một sản phẩm nói chung là vẫn là new 2020. Nói chung là hàng năm nay hầu toàn là hàng mới hết các bác. Đây, đó chính là em vang DBA Acoustic, có mã model là S700. Đây, hàng này bên em lại vừa mới về thôi. Nhỏ giọt được có 3 thùng các bác ạ. Mới em vang này thì rất chi là một em vang sử dụng họ nhà Siso Chipat. Nói chung là rất chi là đời mới. Nếu các bác nào mà thợ trên thị trường sử dụng đã quen thì sẽ không lạ lắm gì em nó không khác gì dòng 1080 Plus, nhưng nó là một dòng vang 1080 này, 1980 này, nó chính là phiên bản nâng cấp của các em đó đấy, với các tính năng quang in quang out đầu ra này đó, các chip nói chung là về các phần cứng, các con chip IC3, các chip tổng hợp từng kênh có 80, có 8 cổng thì tương ứng có 4 con chip đó, từng cổng đều có luôn các bác nhé. Đây, hàng vừa mới về bên em thì hôm nay em cũng xin phép gửi đến các bác cũng như là thông báo đến các bác là những cái bác đã từng sử dụng sản phẩm của Yêu Minh hay là sử dụng những cái sản phẩm của bất kỳ các bên khác đi chăng nữa thì hiện tại bên em đang có rất nhiều bác order em. Đây, em Dũng ạ, em Dũng kỹ thuật ạ, đang gọi là order em, đang đặt và lịch hẹn em đi setup cũng như là nâng cấp các bác tại tận nhà thì tất cả các bác là có nhu cầu muốn setup lại bộ dàn mặc dù không phải lấy sản phẩm bên em thì bên em sẽ sẵn sàng vẫn hỗ trợ các bác nhé, về tất cả đến tận nhà căn chỉnh cho các bác với một điều kiện là nói chung là em tiện đường đấy thì em sẽ đặt qua và hỗ trợ các bác setup lại các bác bộ dàn. Tất nhiên nếu mà cái phí thì cũng là tiện đường thôi thì bọn em gọi là xin các bác chút công đi lại và cũng như là xăng xe thôi. Ok, và hiện tại em này cũng vừa mới về, em xin phép được review lại một lần nữa để tổi hồn thêm cho nó, gửi đến các bác về chất âm cũng như là về cái tính năng sản phẩm khoác hộp đen. Đây, mở hộp ra thì đây các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, sản phẩm vừa mới về luôn, đóng hộp ở đây. Đó, đầu tiên đây là cái sách hướng dẫn sử dụng F700 User Manual. Rồi, kế đến là nguyên thùng nguyên hộp của nó đây. Anh em đặt xuống đây cho dễ nhìn này. Rồi, nguyên thùng nguyên hộp của các bác nhìn thấy này. Đây là một cáp setup này. Và một sợi dây quang này người ta gọi là hàng đi theo máy các bác nhá. Sợi quang nhìn trông nhỏ này nhưng rất chi là xịn nhá. Nhiều sợi dây quang to nhưng mà dùng nên rất nhanh nối. Đây, điều khiển này theo máy luôn các bác ạ. Rồi. Với cái dòng này ấy, thì đôi khi là nếu các bác mất điều khiển ấy thì các bác sử dụng một số điều khiển mà có sử dụng hồng ngoại thì em có thể setup cũng có thể làm lại điều khiển, bởi vì con vang này đời mới, vô cùng thông minh, có chức năng tính năng gọi là học lệnh điều khiển. Ok các bác nhắc đấy, mặt từ mặt mũi của nó đây
một mặt mica bóng rất chi là đẹp với màn hình hiển thị các thông số các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, các chức năng gọi phím nhanh, đấy, chọn cổng quang tiếp input. Đây, mặt trước đấy. Rồi, em xem mặt sau. Đây, mặt sau như em nói đây, bốn cổng lỗ mic đầu vào, chỉnh được hai mic với EQI và FX riêng biệt các bác nhé. Đó, khi nào bác dùng gia đình hoặc là các bác đi sự kiện hợp lý lắm. Cứ cổng 1 2 là làm một bên A bên B. Rồi, đây là input AUX. Đây, như em nói đây, cổng quang in quang out đây. Đó, dành cho các bác nào mà khi mà sử dụng bộ gia đình nghe nhạc đấy, có thể ghép thêm luôn vào cổng quang nghe nhạc để dùng giải mã âm thanh. Có em phải mua bộ giải mã âm thanh mất hơn 1 triệu mà tính năng có sẵn hết trong con vang này rồi các bác nhá.